Ngủ dậy bị chảy nước mũi, hắt hơi liên tục chữa như thế nào? Một viêm mũi dị ứng. Nguyên nhân do phản ứng của hệ miễn dịch với các tác nhân gây dị ứng như bụi, phấn hoa, lông động vật. Triệu chứng: chảy nước mũi trong, hắt hơi liên tục, ngứa mũi, nghẹt mũi. Cách chữa: tránh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng. Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý. Sử dụng thuốc kháng histamin, thuốc xịt mũi theo chỉ định của bác sĩ. Hai, cảm lạnh. Nguyên nhân: do nhiễm virus. Triệu chứng: chảy nước mũi đặc hoặc trong, hắt hơi, nghẹt mũi, đau họng, ho, sốt nhẹ. Cách chữa: nghỉ ngơi đầy đủ, uống nhiều nước, sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt, thuốc thông mũi nếu cần. 3. Viêm xoang. Nguyên nhân: do nhiễm trùng xoang. Triệu chứng: chảy nước mũi đặc màu vàng hoặc xanh, nghẹt mũi, đau nhức vùng mặt, đau đầu. Cách chữa: sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc xịt mũi theo chỉ định của bác sĩ. Xông hơi bằng nước nóng hoặc tinh dầu. 4. Không khí khô. Nguyên nhân: do độ ẩm không khí thấp. Triệu chứng: khô mũi, hắt hơi, chảy nước mũi. Cách chữa: sử dụng máy tạo độ ẩm, uống nhiều nước. 5. Các nguyên nhân khác. Thay đổi thời tiết, khói bụi, ô nhiễm môi trường. Tác dụng phụ của một số loại thuốc. Lưu ý: nếu các triệu chứng kéo dài hoặc nặng hơn, bạn nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.